Minasan konnichiwa. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chương trình học tiếng Nhật cùng Nhật ngữ Hoa Sen. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu một mẫu ngữ pháp mới trong ngữ pháp của N4. Đó là mẫu ngữ pháp nào thì xin mời các bạn theo dõi những slide tiếp theo. Như trên hình các bạn thấy đó là phía bên tay trái. Hình phía bên tay trái là gì các bạn ha? Là cậu bé đang chơi đùa với chú chó. Và chú chó này thì đang chạy ra xa, chạy về phía xa khỏi cậu bé. Thì khi này chúng ta có câu là Inuga mukoe hashiteiku. Inuga mukoe hashiteiku. Thì khi này là con chó nó đang chạy hướng về phía đằng kia. Hình bên phải chúng ta có là con chó này nó đang chạy hướng về phía của cậu bé, chạy gần lại cậu bé. Thì khi này chúng ta có câu Inuga muko kara hashiteiku. Con chó thì từ phía kia đã chạy lại về phía tôi, chạy gần về phía tôi. Hay thì ngữ pháp ngày hôm nay chúng ta học đó là vetekuru và veteiku, có nghĩa là về đến hoặc là về đi. Cách dùng vetekuru, veteiku thì các bạn lấy nơi mình đang đứng để hay hiện tại làm gốc, thể hiện sự di chuyển, thay đổi, tiếp tục hoặc là bắt đầu. Và để hiểu rõ hơn về hai mẫu ngữ pháp này, chúng ta hãy cùng tìm hiểu qua một vài ví dụ sau đây. Trước khi đến với một vài ví dụ thì mình xin nói rõ thêm cho các bạn đó là đối với động từ tekuru là hướng hành động về phía mình, hành động nào đó di chuyển về phía mình, hướng về phía mình thì khi này chúng ta sẽ sử dụng tekuru. Còn hành động hướng ra xa mình, hành động đi xa khỏi mình thì chúng ta sẽ sử dụng teiku. Như trên hình vẽ các bạn thấy là những con chim này đang bay đi đúng không các bạn? Và nếu như lấy mình làm gốc thì những con chim này đang bay đi hướng ra xa mình thì khi này chúng ta sẽ sử dụng teiku các bạn ha, teiku hay toriga tondeiku, những con chim thì đang bay đi. Tiếp tục chúng ta có nếu như lấy mình làm gốc thì những chú chim này đang bay hướng về phía mình thì chúng ta có câu toriga tondekuru. Tondekuru khi này chúng ta sẽ sử dụng vetekuru các bạn ha, toriga tondekuru. Tiếp tục chúng ta có nếu như lấy cái người màu vàng làm gốc thì cái cô bé này đang chuyển nhà đến gần người này thì khi đó chúng ta sẽ sử dụng vetekuru. Vetekuru chúng ta có câu tonari ni onna no hito ga hikoshi shite kimashita. Hay tonari ni onna no hito ga hikoshi shite kimashita, người phụ nữ thì đã chuyển nhà đến bên cạnh nhà của tôi. Hay hướng đến gần mình chúng ta sẽ sử dụng tekuru, tekimashita. Tiếp tục chúng ta có câu là như trên hình vẽ các bạn thấy là cậu nam này là đang chuyển nhà đi và cô bé thì có vẻ như là nuối tiếc và đã khóc ha. Thế thì chuyển đi rời xa cô bé thì khi này chúng ta sẽ sử dụng vetekimas các bạn ha, veteiku. Hay taro kun ga hikoshi shite kimashita, cậu taro thì đã chuyển nhà đi mất rồi. Cậu taro thì đã chuyển nhà đi rồi, đi xa khỏi mình, đi xa cái nơi làm gốc thì sẽ là veteikimashita. Ngoài ra thì vetekuru, veteiku còn có ý nghĩa như sau. Nếu như lấy hiện tại làm tiêu chuẩn, hướng hành động từ quá khứ đến hiện tại chúng ta sẽ sử dụng vetekuru, có nghĩa là những hành động nào từ quá khứ mà hướng đến về hiện tại chúng ta sẽ sử dụng tekuru, còn những hành động mà hướng từ hiện tại cho đến tương lai thì khi đó chúng ta sẽ sử dụng veteiku. Ví dụ chúng ta có câu gakuse kara piano o naratte kimashita. Câu này chúng ta dịch là gì được các bạn? Tôi thì đã học piano từ lúc còn là học sinh. Gakuse kara piano o naratte kimashita thì cái việc mà học piano này đã là trong quá khứ và hướng đến hiện tại các bạn ha. Thì khi này chúng ta sẽ sử dụng vetekimashita. Kore kara mo piano o tsuzukete iku tsumori desu. Hay kore kara mo piano o tsuzukete iku tsumori desu. Từ bây giờ thì tôi quyết định sẽ tiếp tục học piano. Có nghĩa là cái hành động từ tương lai, lấy móc là hiện tại thì sẽ từ hiện tại hướng đến tương lai. Khi này chúng ta sẽ sử dụng teiku các bạn ha. Dự định sẽ tiếp tục học có nghĩa là từ hiện tại và cái việc đó sẽ hướng về tương lai, chúng ta sử dụng teiku. Tiếp tục chúng ta có hai câu như sau. Câu thứ nhất, senshu kara samuku natte kimashita. Từ tuần trước thì trời đã bắt đầu trở nên lạnh. Đây là cái việc mà trong quá khứ và hướng đến hiện tại cho nên chúng ta sẽ sử dụng tekimashita. Chúng ta có câu thứ hai, kore kara motto samuku natte iku desho.
Hay kore kara motto samuku natte iku desho. Từ bây giờ thì có lẽ là trời sẽ trở nên lạnh hơn. Thế thì đây là việc của hiện tại và hướng về phía tương lai, cho nên chúng ta sẽ sử dụng vete iku. Hãy các bạn cùng đọc lại với mình hai câu này nha. Senshu kara samuku natte kimashita. Hay kore kara motto samuku natte iku desho. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi bài học ngày hôm nay. Và nếu có bất kỳ thắc mắc nào, các bạn hãy liên hệ với chúng tôi, đội ngũ giáo viên của trường Nhật ngữ Hoa Sen sẽ xem và gửi lại phản hồi cho các bạn. Và các bạn đừng quên click vào link bài tập ở phía dưới để củng cố lại bài học các bạn nhé. Và chúng tôi sẽ giúp các bạn tích thêm một điểm vào tài khoản nếu như các bạn làm đủ 100 điểm. Còn bây giờ thì chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những bài học kế tiếp. Hay mata kondo negashimasu.